Trên lãnh thổ Ukraine, các cuộc giao tranh trải dài từ Bắc chí Nam đến tận Biển Đen vừa tạo được ưu thế bất ngờ ở vùng Kursk. Đồng minh của Nga bất ngờ chuyển tên lửa đạn đạo cho Ukraine. Lính dụ Ukraine bắt sống xe tăng T-90M Provip của Nga ở vùng Kursk. Không dừng lại ở đó, dàn vũ khí Anh tràn qua biên giới Nga đang giúp Ukraine lật ngược thế cờ. Chúng tôi kiệt sức Lực lượng ly khai Donetsk vỡ mộng với quân đội Nga, yêu cầu ông Putin kết thúc cuộc chiến trước khi quá muộn. Ukraine tấn công nhà máy lọc dầu CapGas ở Nga Tướng quân đội Ukraine, Putin đang bị ám ảnh bởi hồn ma Prigozhin, chủ điện Kremlin đang sợ hãi. Vâng, và xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi kênh HTV News. Điểm nóng chiều nay, 19 tháng 8 năm 2024 sẽ được gửi tới quý vị ngay sau đây. Đồng minh của Nga chuyển tên lửa đạn đạo cho Ukraine. Vâng kính thưa quý vị, trang Avia của Nga dẫn nguồn tin cho biết rất có thể Armenia đã chuyển hệ thống phòng không S- S-125 và tên lửa đạn đạo Toskayu cho Ukraine. Hiện Armenia và Kiev chưa lên tiếng về thông tin được trang Avia đưa ra. Theo truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ, sự xuất hiện bất ngờ của một số lượng đáng kể các hệ thống tên lửa phòng không S-125 GRS và hệ thống tên lửa chiến thuật Toskayu TRK đã lỗi thời ở Ukraine có thể là do Armenia đã chuyển giao. Phía truyền thông Nga dẫn nguồn cho biết, những vũ khí này chuyển cho Kiev để đổi lấy lời hứa bảo vệ của Mỹ. Theo các nguồn tin thì Armenia trước những thách thức bên trong và bên ngoài có thể đã quyết định chuyển giao các hệ thống phòng không và hệ thống tên lửa lỗi thời cho Ukraine nhằm nhận được sự hỗ trợ bảo vệ từ Washington. Trong điều kiện bất ổn địa chính trị và các mối đe dọa từ các nước trong khu vực, Yerevan có thể đã tìm cách tăng cường an ninh của mình, bao gồm cả việc thiết lập mối quan hệ chặt chẽ hơn với các đối tác phương Tây. Hiện Armenia và Kiev chưa lên tiếng về thông tin được trang Avia đưa ra. Tên lửa đạn đạo Tokayu với tầm bắn 185 km mang được đầu đạn nặng tới nửa tấn. Đây được coi là một trong những loại tên lửa đạn đạo chiến thuật nguy hiểm nhất trên thế giới thời điểm chúng ra đời. Được biết, ngoài tên lửa đạn đạo chiến thuật Tokayu, từng là niềm tự hào của lục quân Liên Xô trước Mỹ và NATO. Sau khi Liên Xô tàn rã, loại tên lửa này được chia cho các nước thành viên, trong đó chiếm số lượng nhiều nhất là Nga và Ukraine. Sự công phá của loại tên lửa này nằm ở đầu đạn lớn với chiến thuật tấn công phủ đầu. Tashkaiu có thể hủy diệt cả binh đoàn xe tăng của đối phương. Được biết Tashkaiu là biến thể nâng cấp của tên lửa đạn đạo chiến thuật Tashka, vốn được phát triển từ năm 1968 nhằm thay thế rocket chiến trường Frog 7B. Tổ hợp tên lửa Tashka vào biên chế trong quân đội Liên Xô từ năm 1976 và biến thể Tashkaiu hiện đại hơn chính thức đi vào phục vụ từ năm 1989. Tên lửa được vận chuyển và phóng đi trên xe mang phóng tự hành 9B-129, sử dụng hệ thống dẫn đường quan tính do độ chính xác tương đối khi tiêu diệt mục tiêu. Touch dùng để tiêu diệt các mục tiêu như các phương tiện mặt đất của các tổ hợp trinh sát tấn công, các trạm điều khiển, sân bay nguồn dự trữ, kho đạn, nhiên liệu, vốn nằm sâu trong phòng tuyến của đối phương. Loại tên lửa này có cự ly bắn xa 185 km, mỗi tên lửa mang theo một đầu đạn nặng tới nửa tấn để tiêu diệt mục tiêu. Khi cần thiết, loại tên lửa này có thể lắp đầu đạn sinh học, hóa học, thậm chí là đầu đạn hạt nhân với sức công phá cực lớn. Để cơ động trên chiến trường, tên lửa được đặt trên xe mang phóng. Các xe này được trang bị động cơ diesel công suất 300 mã lực, cho phép chạy với tốc độ tối đa 60 km trên đường nhựa, bơi với vận tốc 8 km trên giờ. Tầm hoạt động của xe mang phóng lên tới 650 km, khả năng leo được độ dốc là 60%, vượt vào cản cao 0,5 m và vượt hào rộng 1,2 m. Có thể nói Tashkent vẫn là loài tên lửa đạn đạo chiến thuật cực nguy hiểm trong tác chiến hiện đại bởi sức công phá rất lớn. Tuy nhiên, điểm yếu của chúng là tầm bay ngắn. Mới đây, truyền thông Nga đưa tin Ukraine đang sửa đổi thiết kế để tăng tầm bắn của loại tên lửa này lên 500 km. Với tầm bắn này, tên lửa Tashkent có thể vươn tới các mục tiêu xa hơn. Lính dù Ukraine bắt sống xe tăng T-90M ProVip của Nga ở vùng Kursk. Thưa quý vị, một binh sĩ của lữ đoàn tấn công đường không độc lập số 80 Galicia đã kể về cách họ bắt được xe tăng hiện đại T-90M Provip của Nga ở khu vực Kursk. Cuộc phỏng vấn với người lính đã được dịch vụ báo chí của lữ đoàn 80 công bố. Việc bắt giữ chiếc xe tăng diễn ra tại một trong những chiến dịch đột kích vòng ra phía sau lưng, nơi họ có nhiệm vụ dọn sạch các vị trí của quân Nga. Trong khi tiến hành nhiệm vụ, lính dù Ukraine nhận thấy một chiếc xe tăng T-90M Provip. Một trong những người lính đã cố gắng khởi động phương tiện nhưng anh ta đã không thành công. Sau đó, khi chiếc xe tăng rơi vào tay quân đội Ukraine, họ đã nhanh chóng sơ tán nó như một chiến lợi phẩm. Binh sĩ Ukraine báo cáo rằng quân Nga đã không khởi động được nó trong trận chiến do ác quy khởi động đã cạn kiệt. Theo sĩ quan của lữ đoàn 80, sau khi thay bình ác quy, họ đã có thể khởi động xe tăng khoảng 10 lần và lái về vị trí của mình. Chiếc xe tăng chiến lợi phẩm đã nhận được tên riêng của nó. P. và như lính xe tăng Ukraine lưu ý, họ không thích nó lắm vì hệ thống điều khiển nặng nề, trong đó phải sử dụng cơn gạt để xoay thân xe. Một sĩ quan lữ đoàn dù 80 cho biết, điều khiển phương tiện khá khó khăn, tháp pháo không thể quay bình thường, cần gạt giống như trên xe tải gas 66 Shishiga. Đưa nó vào vị trí chiến đấu nói chung là khó khăn, có chút khó chịu với chiếc xe. Cần lưu ý rằng đây không phải lần đầu tiên binh sĩ Ukraine có bình luận tiêu cực về xe tăng T-90M của Nga. Mặc dù được nâng cấp tương đối hiện đại, nhưng các thiết bị trên xe và hệ thống điều khiển hỏa lực không được đánh giá cao về độ tin cậy. Trước đó, có báo cáo cho biết quân đội Nga đã mất hơn 100 xe tăng T-90 hiện đại nhất trong tổng số 200 chiếc được họ tung vào trận chiến. Theo các nhà phân tích từ trang Urix, họ đã có thể đếm được hơn 100 xe tăng T-90M bị phá hủy và hư hỏng bằng cách sử dụng các hình ảnh và tài liệu video có sẵn. Danh sách này cũng bao gồm những chiếc xe bị lực lượng vũ trang Ukraine bắt giữ và bị kiếp lái Nga bỏ lại trên chiến trường trong tình trạng hầu như không bị hư hại nghiêm trọng. dàn vũ khí Anh trang qua biên giới Nga đang giúp Ukraine lật ngược thế cờ. Quân đội Ukraine không chỉ sử dụng xe tăng Challenger 2 mà còn sử dụng cả máy bay không người lái của Anh ở khu vực Kursk. Thiết bị quân sự của Anh được chuyển đến Ukraine như một phần viện trợ đã đóng vai trò quan trọng trong cuộc tấn công của lực lượng vũ trang Ukraine ở khu vực Kursk và các cố vấn quân sự của Anh đã tích cực hợp tác với quân đội Ukraine trong 2 năm qua, điều này được nêu trong tài liệu của The Sunday Times. Ứng phẩm lưu ý rằng chính phủ Anh không phản đối việc xe tăng Challenger 2 tham gia hoạt động của quân đội Ukraine trên lãnh thổ Nga, vì đây là một phần của hoạt động phòng thủ Ukraine. Theo một nguồn tin trong chính phủ Anh, phía Anh không muốn có bất kỳ sự bất ổn nào về việc sử dụng vũ khí được London chuyển giao vào thời điểm quan trọng này. Nguồn tin nói với các phóng viên, Chúng tôi nên tự hào vì đã tặng một bộ dụng cụ giúp Ukraine tự vệ. Ngoài xe tăng Challenger 2, máy bay không người lái của Anh cũng tham gia hoạt động gần Kursk, các nhà phân tích tập trung vào thực tế rằng hoạt động của lực lượng vũ trang Ukraine gần Kurs là nhằm mục đích nâng cao tinh thần ở Ukraine và làm suy yếu áp lực của Nga tại khu vực Donetsk. Các nhà quan sát cho rằng vài tháng tới có thể mang tính quyết định trong cuộc chiến. Ngoài ra, The Sunday Times còn ghi nhận các bước đi của chính quyền Anh trong việc tăng cường hỗ trợ cho Ukraine thông qua khả năng như ông Donald Trump trở thành tổng thống tại Hoa Kỳ. Như Dialogue.ua đã đưa tin trước đó, Bộ Quốc phòng Anh tuyên bố Ukraine có thể sử dụng bất kỳ loại vũ khí nào của Anh trên lãnh thổ Nga, ngoài trừ tên lửa Storm Shadow. Ngược lại, giới truyền thông nhắc lại rằng Storm Shadow là sự phát triển chung của Anh và Pháp. Về vấn đề này, London trước tiên muốn xin phép Paris cho lực lượng vũ trang Ukraine sử dụng những vũ khí này để tấn công các mục tiêu quân sự ở Liên bang Nga. Chúng tôi kiệt sức, lực lượng ly khai Donetsk vỡ mộng với quân đội Nga, yêu cầu ông Putin kết thúc cuộc chiến trước khi quá muộn. Thưa quý vị, cùng tác viên Alexander Kodakovsky vỡ mộng trước sức mạnh quân sự của Nga và kêu gọi Điện Kremlin chấm dứt chiến tranh trước khi quá muộn. Sau 2 năm rưỡi chiến tranh, ngay cả những người yêu nước nhiệt thành nhất cũng cảm thấy thất vọng. Chỉ huy chiến trường của lực lượng ly khai kẻ phản bội Ukraine Alexander Kodakovsky bắt đầu yêu cầu chấm dứt cái gọi là chiến dịch quân sự đặc biệt. Đồng minh của ông Putin đã thực hiện một bài đăng táo bạo trên kênh Telegram của mình vào ngày 17 tháng 8. Dialog.ua đưa tin bài đăng của khodakovsky tràn ngập cảm giác thất vọng sâu sắc đối với Nga và lực lượng vũ trang của nước này. Ông viết rằng ngày xưa ngày xưa chúng tôi thực sự mong chờ quân đội thứ năm, chúng tôi thực sự cần một đội quân mới và thật ngạc nhiên khi đó cũng là đội quân cuối cùng trong toàn bộ đất nước rộng lớn, gần như vô tận. Ông Khodorkovsky lưu ý rằng. Velikai Donetsk không chỉ ngạc nhiên trước sự yếu kém của quân đội Nga, mà còn trước sức mạnh quân đội Ukraine, Khodakovsky phàn nàn. Tiến lên, cuối cùng chúng tôi hết hơi và họ, ý là Ukraine, đã phản công được. Chúng tôi vẫn không thể lấy lại được hơi thở đã mất của mình. Ông đi đến kết luận rằng Liên bang Nga khi quyết định tiến hành chiến tranh chống Ukraine đã có những thông tin sai lệch về sức mạnh của kẻ thù và sự sẵn sàng chống lại sự xâm lược của nước này. Khodakovsky lưu ý rằng sau hai năm rưỡi chiến tranh, Nga đã phải chịu những tổn thất to lớn, đồng thời thậm chí còn chưa tiến đến gần được việc chiếm đóng toàn bộ Donbass, chưa kể những vùng lãnh thổ rộng lớn. Ông kêu gọi Điện Kremlin tính toán những nỗ lực phân nguồn lực to lớn để chiếm được các thành phố ở Ukraine, sau đó đưa ra quyết định kết thúc cuộc chiến này. Ukraine tấn công nhà máy lọc dầu cấp ở Nga. Vào đêm ngày 18 tháng 8, một cơ sở quan trọng khác của Nga đã bị hư hại, đó là nhà máy Kavkaz. Nhà máy này nằm ở vùng Rostov của Liên bang Nga. Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine đã báo cáo, dầu mỏ và các sản phẩm dầu mỏ được lưu trữ tại đây cũng được cung cấp cho nhu cầu của quân đội chiếm đóng Liên bang Nga. Tuyên bố viết, người ta lưu ý rằng ít nhất hai vụ cháy đã được ghi nhận trên lãnh thổ của cơ sở này. Thông tin chi tiết hơn về hậu quả của cuộc tấn công đang được làm rõ tuyên bố nêu rõ nhiệm vụ được thực hiện bởi các lực lượng và phương tiện của CUR là cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine phối hợp với lực lượng vũ trang Ukraine và các lực lượng khác của Ukraine. Các hoạt động nhằm phá hoại tiềm lực quân sự và kinh tế của Liên bang Nga vẫn tiếp tục. Một đoạn video đã được đăng trực tuyến cho thấy hậu quả của cuộc tấn công vào nhà máy gas. Tướng quân đội Ukraine Putin đang bị ám ảnh bởi hồn ma Prigozhin, chủ điện Kremlin đang sợ hãi. Mykola Malomus, tướng quân đội Ukraine và cựu giám đốc cơ quan tình báo đối ngoại Ukraine tin rằng Putin rất sợ đội quân của mình chống lại mình, vì vậy ông chỉ dựa vào các lực lượng ủy nhiệm và các cơ quan đặc biệt. Tướng Malomus đã chia sẻ quan điểm của mình với Expresso TV ông nói nga hiện đang mất tổ chức ở khu vực kurs các cuộc tấn công bất ngờ vào những khu vực mà họ không chuẩn bị và không thể xây dựng một hàng phòng thủ vững chắc không chỉ làm mất ổn định quân đội của chúng mà còn làm mất ổn định giới lãnh đạo nga điện kremlin hiện đang dựa vào những cá nhân rất đáng tin cậy vì putin vô cùng sợ hãi ông ấy bị ám ảnh bởi bóng ma của Prigozhin và lo sợ tình huống đó sẽ lặp lại vị tướng ukraine nói tiếp putin lo rằng quân đội của chính mình có thể quay lưng lại với ông đó là lý do tại sao ông ấy phụ thuộc vào các cơ quan đặc biệt, các lực lượng ủy nhiệm và cơ quan tình báo của nước ngoài của nga. tuy nhiên họ thiếu sự kiểm soát và không được trang bị cho nhiệm vụ này. cuộc tấn công của lực lượng phòng vệ ukraine ở Kurs đã chứng minh điều này. theo tướng malomus, nga đang trong tình trạng hỗn loạn, cố gắng xác định cách ngăn chặn cuộc tấn công của lực lượng vũ trang ukraine ở khu vực Kursk. tướng malomus nhấn mạnh họ hiểu mọi thứ họ đang tập hợp một số quân đội và đã tạo ra một sở chỉ huy điều phối thậm chí không có một bộ chỉ huy nào bây giờ điện kremlin đang cố gắng tìm ra những vị tướng chịu trách nhiệm cho sự thất bại của việc phòng thủ ở khu vực Kurs. hơn nữa quân đội mà họ hiện đang triển khai đến khu vực Kurs không có kinh nghiệm chiến đấu đặc biệt là từ kaliningrad từ các vùng xa xôi khác của liên bang nga và tất nhiên là cả lính nghĩa vụ chúng ta đều đã thấy lính nghĩa vụ của họ chiến đấu như thế nào đó là lý do tại sao họ sẽ buộc phải tái triển khai các đơn vị chiến đấu từ các điểm nóng ở Ukraine. Tuy nhiên điều này sẽ không giúp ích gì cho họ. Họ vẫn chưa có một bộ chỉ huy thống nhất và không biết phải làm gì. Và thưa quý vị, tin tức hình ảnh vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin chiều nay tại đây. Cảm ơn quý vị khán thính giả đã quan tâm theo dõi. Xin mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.